chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ái Nhi, đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental khiến fan mê mẩn với thần thái chuẩn beauty queen. Đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2021 vừa tung layout sắc lẹm khiến fan hào hứng. Cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2021 sẽ tìm ra tân hoa hậu cho mùa nhảy mới vào cuối tháng 10 năm nay. Hơn 70 cô gái đã sẵn sàng cho hành trình đáng nhớ tại đất nước Ai Cập. Ngay sau khi công bố cái tên Ái Nhi là đại diện nối gót Thúy An đi chinh chiến, điều khán giả nhìn thấy ở cô gái đến từ mảnh đất Tây Nguyên chính là sự đầu tư nghiêm túc và luôn trong tâm thế sẵn sàng để tỏa sáng. Từng chia sẻ rằng giấc mơ được hô to 2 tiếng Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp quốc tế đã khiến cô không ngừng cố gắng trau dồi bản thân, tập luyện khắp quốc và học hỏi thêm nhiều kỹ năng khác. Ở thời điểm hiện tại, Ái Nhi đang là một trong những cái tên được fan sắc đẹp chú ý. Khi thời gian chuẩn bị không còn quá nhiều, nhưng Ái Nhi cho biết cô sẽ hết mình vì màu cờ sắc áo để không phụ kỳ vọng của tất cả mọi người. Mới đây, cô vừa chiêu đãi khán giả bằng bộ ảnh xịn sò và đúng chất nữ hoàng sắc đẹp. Diện trên mình bộ váy đỏ rực, Ái Nhi lựa chọn kiểu tóc sóng gọn bồng bềnh để tôn lên gương mặt xinh đẹp của mình. Với layout này, đại diện Việt Nam khoe triệt để chỉ số cơ thể với chiều cao 1m71 và số đo đạt chuẩn 86-60-90cm. Nhiều ý kiến cho rằng tông màu đỏ là một trong những item mà Ái Nhi nên dắt túi trong vali hành lý của mình khi đi tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2021. Được biết, đây cũng là chuyến xuất ngoại xa nhà đầu tiên của Ái Nhi. Hy vọng cô sẽ thật tự tin bản lĩnh để mang vinh quang về cho nhan sắc Việt. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.